Kênh Về Vặt Gia Đình xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn cách vá một chiếc xăm xe máy thông thường và bằng kỹ thuật chuẩn nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng xem video nhé. Để vá được chiếc xăm xe máy thì đương nhiên chúng ta phải tháo lốp. Việc đầu tiên là quý vị và các bạn hãy xì hết hơi xe đi, hoặc là chúng ta tháo cái đầu xăm vô, là cái đầu ti của cái van ấy. Sau đó chúng ta dùng hai tay để bóp làm sao cho các cái lốp này nó vào giữa của cái sống trâu của cái vành, thì chúng ta sẽ tháo cái lốp ra một cách dễ nhất. Chúng ta chỉ cần dùng hai cái móc lốp thôi. Đây, quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, khi mà tháo này ra nếu thấy căng mà khó tháo ấy, thì chúng ta sẽ vừa dùng một tay dùng móc lốp, một tay kia sẽ bóp để sao cho cái cái ốc chân van rồi. Nhưng mà anh thợ cách là chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta sờ một vòng quanh xo từ trong lốp này. Thank you.
sẽ tiến hành quét hai bên lốp để đảm bảo rằng sau này khi chúng ta lắp vào bơm lên nó sẽ ra đều. Hai cái lốp này ở hai bên lốp nó sẽ nở ra đều. Khi lắp chiếc lốp vào thì quý vị và các bạn cũng lưu ý là một tay chúng ta dùng cái móc lốp, còn tay kia chúng ta sẽ bóp ấn làm sao cho cái vành, cái lốp này nó vào sâu trong vành. Đấy. Của cái van vào và bơm hơi lên. Như vậy là video về vá xăm xe máy của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu quý vị thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ miễn phí nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.